Dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhưng không ảnh hưởng tới tinh thần, khí thế đầu mùa huấn luyện của cán bộ chiến sĩ toàn quân, trong đó có lực lượng hải quân. Bởi lẽ, chủ quyền của Tổ quốc trên các vùng biển đảo luôn đòi hỏi những người lính biển phải luôn nâng cao cảnh giác, tỉnh táo, sức bền, thể lực dẻo dai, thành thạo kỹ chiến thuật để luôn sẵn sàng trước mọi tình huống từ hướng biển. Những chuyến tàu, chuyến xe trên nhiều miền đất nước đưa chiến sĩ mới về huấn luyện tại các đơn vị hải quân. Đón chiến sĩ mới là khoảng thời gian các đơn vị rất bận rộn, chuẩn bị cho mùa huấn luyện. Nhiều công việc được tiến hành đồng thời, tạo không khí rất rộn rã. Chiến sĩ mới sau khoảng 10 ngày về đơn vị là khoảng thời gian đặc biệt, vừa kịp quen nền nếp, chế độ sinh hoạt trong quân đội và còn hình dung về kỷ luật, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Không chỉ lắng nghe lời động viên, chia sẻ của chỉ huy đơn vị, mỗi chiến sĩ còn có nhiều dự định cho chặng đường 2 năm sắp tới và dài hơn nữa. Dưới sự quản lý hướng dẫn tận tình của các đồng chí cán bộ trong đơn vị cùng với sự quan tâm chia sẻ của các anh em trong trung đội thì tôi bước đầu cũng đã bắt nhịp được với cuộc sống trong quân ngũ. Tôi cũng như các đồng chí trong trung đội sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tất cả các chiến sĩ đều tập trung huấn luyện với tinh thần và trách nhiệm cao. Ở đây chúng tôi không chỉ được rèn luyện về thể lực mà còn về cả ý chí, nghị lực và sức quyết tâm. Chính chiến sĩ mới cũng được tham gia củng cố, làm mới hệ thống mô hình học cụ huấn luyện. Nâng niu, lau chùi, họ được tiếp xúc với các trang thiết bị sẽ gắn bó trong các bài huấn luyện trên thao trường sắp tới. Từ nay, đây sẽ là một phần công việc họ đảm nhiệm sau mỗi ngày huấn luyện. Khi đã nắm chắc lý lịch chính trị, hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ, đơn vị đưa chiến sĩ vào các hoạt động tập thể để tăng sự tự tin, hăng hái. Việc học tập ngoài trời được duy trì tạo sự phấn khởi cho bộ đội. Đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc. Đặc biệt là cán bộ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội thì luôn đi đầu trong mọi công việc. Trên tinh thần, lấy tình thương trách nhiệm, làm chuẩn mực, kết quả huấn luyện, làm thước đo và đề cao giáo dục cho bộ đội trong thực hiện các nhiệm vụ. Là quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật tiến thẳng lên hiện đại, nên những năm gần đây, Hải quân Việt Nam đã trẻ hóa rõ rệt đội ngũ cán bộ chỉ huy. Các cán bộ tàu, hải đội, thậm chí cán bộ cấp trung, lữ đoàn có tuổi đời rất trẻ. Quân hàm đại úy, thiếu tá, nhiều người thuộc thế hệ 8X nhưng đã có kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh vững vàng, tác phong chỉ huy tốt, khiến cấp dưới rất nể phục. Đó cũng chính là hạt giống tốt của phong trào thi đua trong huấn luyện tại các đơn vị. Thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm cơ bản thiết thực vững chắc, huấn tập trung thực hiện hiệu quả đột phá công tác huấn luyện cơ bản làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng trang bị và thực hiện quy tắc an toàn, kết hợp chặt chẽ huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, huấn luyện với rèn xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tại đơn vị, rồi kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện các hình thức tác chiến truyền thống với tác chiến hiện đại có sử dụng vũ khí công nghệ cao, rồi chú trọng huấn luyện rèn luyện nâng cao thể lực sức khỏe dẻo dai cho bộ đội. Vùng sẽ chỉ đạo tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài hiện có về khả năng cơ động, triển khai phương án tác chiến trong điều kiện là địa hình thời tiết phức tạp cả ban ngày lẫn ban đêm, rồi tác chiến điện tử rộng rãi không để bị động bất ngờ. Hầu hết được đào tạo ở Học viện Hải quân, đội ngũ cán bộ tàu, trưởng ngành trên tàu hải quân hay các đơn vị hải quân đánh bộ, tàu ngầm, tên lửa bờ khi tốt nghiệp về đơn vị đã có kiến thức cơ bản về mạch điện tử và nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tại Học viện Hải quân và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân có sự kết hợp giữa cả thầy và trò. Kết hợp kiến thức, kinh nghiệm với các nguyên liệu dễ tìm ở đơn vị hoặc ngoài thị trường đã cho ra đời nhiều mô hình tính ứng dụng cao. Đây là nền tảng để nhiều quân nhân trở thành cây sáng kiến của đơn vị, giải quyết được nhiều khâu khó, việc khó trong huấn luyện. Từ đây cũng hình thành các nhóm tác giả để phát huy trí tuệ tập thể.
qua một cái đợt thực hiện mô hình này thì cũng là một phong trào để đoàn viên thanh niên chúng tôi là thi đua nhau và cùng nhau chia sẻ với nhau những cái hiểu biết và những cái tiến bộ, những cái mới mà áp dụng công nghệ thông tin vào trong đơn vị. Kế hoạch huấn luyện hàng năm của các đơn vị, các vùng hải quân cũng bám theo chỉ lệnh công tác huấn luyện cấp trên, trong đó hướng tới đạt thành tích cao trong các hội thi, hội thao của lực lượng trong năm và các đợt diễn tập thực địa, đặc biệt là diễn tập nhiều lực lượng trên không, trên biển. Từ cán bộ, đồng chí nữ đoàn trưởng trở xuống đến cán bộ trung đội phải nắm chắc lý thuyết và thuần thục 5 kỹ thuật băng bó cứu thương và kiểm tra đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ. Cái thứ hai là năm nay là cán bộ chủ trì của tiểu đoàn và nữ đoàn tham gia hội thi cán tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn giỏi. Phong trào phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần hiệu quả thiết thực rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sát thực tế của các đơn vị hải quân. Những năm gần đây, phải nói tới ngành kỹ thuật tàu ngầm. Có hệ thống vật tư thiết bị đặc thù phải nhập khẩu đắt đỏ và thời gian kéo dài, ngành kỹ thuật tàu ngầm đã chủ động nghiên cứu chế tạo vật tư để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chủ động nguồn thay thế khi có hỏng hóc. Khi được cấp phép sử dụng trên tàu ngầm, các thiết bị đã thể hiện hiệu quả và tính ổn định. Đơn vị cũng sáng chế nhiều thiết bị đảm bảo giữ gìn môi trường biển, sức khỏe ổn định cho thủy thủ và kíp tàu trong quá trình hành trình huấn luyện trên biển ở nhiều độ sâu khác nhau dài ngày. Điều này cũng cho thấy thủy thủ tàu ngầm không chỉ khỏe khoắn về hình thể, dẻo dai về sức khỏe, mà còn có khả năng tin học ngoại ngữ rất toàn diện. Năm nay có nhiều cái mô hình sáng kiến kỹ thuật là có cái tính ứng dụng cao và cái hàm lượng chất xám rất cao, thậm chí kết hợp giữa điều khiển giữa cơ và điện tử, và đặc biệt là có những cái thậm chí đã sử dụng các cái ngôn ngữ lập trình để lập trình ra cái phần mềm để điều khiển các cái hệ thống cũng như là các cái trang thiết bị ở trên tàu. Xác định đột phá vào làm chủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, quân chủng hải quân không chỉ coi trọng kỹ năng quản lý, chỉ huy của đội ngũ sĩ quan trẻ mà còn đề cao vai trò của đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp, được coi là xương sống trong công tác kỹ thuật. Đội ngũ này được xây dựng theo phương châm đan xen, kế thừa, chuyên nghiệp, vững chắc, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn kỹ thuật của toàn quân chủng. Giỏi một, biết nhiều và giỏi nhiều, xuất sắc một. Có thể là sử dụng được là tất cả các loại súng có trong biên chế ở cái nơi, ở cái đơn vị mà họ là tham gia công tác, trong cùng một cái khẩu đội hay trong cùng một cái vị trí thì có rất nhiều những cái số của cái người mà thao tác vào một cái phương tiện trang bị vũ khí đó, thì có thể là người này tổ chức là thay đổi vào các cái số hiệu, hay nói khác là tính lắp lẫn trong công việc sẽ duy trì cái sức sống trong tác chiến rất là cao và hiệu suất chiến đấu cũng rất cao lên. Trong năm 2020, các lực lượng hải quân tập trung huấn luyện khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị mới, chú trọng huấn luyện sát phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong đó, lực lượng tàu thuyền huấn luyện sâu về chuyên môn nghiệp vụ, chiến thuật đơn tàu, hiệp đồng nhóm, biên đội. Các lực lượng khác chú trọng nâng cao khả năng cơ động và triển khai chiến đấu. Không chỉ đối mặt với sóng gió trên biển, các lực lượng hải quân phải đáp ứng những yêu cầu rất cao trong học tập, làm chủ trang bị mới, nâng cao chất lượng thể lực và đảm bảo trình độ ngoại ngữ cho nhiệm vụ đối ngoại trên biển. Thử thách này cũng là cơ hội để hoàn thiện, nâng cao chất lượng nhân lực, phối hợp hiệp đồng tốt hơn trên các vùng biển để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Duyệt binh hàng hải quốc tế 2020, diễu binh đường phố năm 2020 là một trong các sự kiện quân sự quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Dự kiến sự kiện sẽ có 30 nước trong khu vực và trên thế giới tham gia, trong đó có 19 nước cử tàu tham gia duyệt binh. Những sự kiện này góp phần tạo điểm nhấn, nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020. Thực hiện tốt trách nhiệm là thành viên Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập quân chủng hải quân. Đây cũng là dịp để quân chủng hải quân nâng cao năng lực phối hợp, tăng cường quan hệ, hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ quân đội, hải quân các nước, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.